Xin chào các bạn đến với shop gỗ Thuận Trung. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn có một bình gỗ. Bình này là bình 7 lít. Người ta hay kêu là tam xà. Cái này là hàng chuẩn gần các bạn. Gỗ này là nói chung là em ngâm gỗ quê là 55 độ. Gắn này là gắn chuẩn gần luôn. Cái này người ta kêu bằng tam xà bộ 3. Gồm một con cặp nông, một con gắn gáo và một con gắn hổ mang đất. Thì các bạn biết sẵn rồi đó. Gỗ tam xà thì nó có công dụng rất là nhiều công dụng. Tại vì nếu mà mình ngâm một con đơn, một con loại đơn thấy vậy chứ nó tác dụng nó không có tốt bằng bộ ba các bạn. Bình này được ngâm chung với là sao biển, kỷ tử và đảng sâm. Nó làm tăng thêm cái độ đặc tính tốt. Nó làm cho gụ mình không có tanh các bạn. Công dụng là khu phong trừ thấp, bồi bổ, tạng phủ, tăng cường thể trạng, thông kinh hoạt lạc, thích hợp dùng cho những người bị suy nhược cơ thể hay mắc phải những chứng về xương khớp, phụ nữ có thai tuyệt đối không được dùng. Khi nào về gắt chi là đẹp. Các bạn khi nào có cần thì liên hệ với shop gỗ gắn miền Nam các bạn. Cái giá của cái bình này nó gắt chi là hợp lý và nói chung là rẻ đó. Đó, các bạn coi đi. Ở đây shop mình bán rất là rẻ. Khi nào các bạn có cần thì liên hệ số điện thoại 0939086401 hoặc Zalo là số điện thoại đó các bạn. Còn bạn muốn qua Facebook thì Facebook là gỗ gắn, gỗ ngâm miền Nam. Đó. Dạ xin chào. Xin chào các bạn nhé. Khi nào các bạn có mua thì liên hệ mình nhé.